Bài 64. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người. Quan sát và trả lời. Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận gì từ con người? Trò chơi học tập. Ai nhanh, ai đúng? Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc là nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người. Bạn cần biết môi trường tự nhiên cung cấp cho con người thức ăn nước uống khí thở nơi vui chơi giải trí vân vân các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống môi trường còn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người liên hệ thực tế và trả lời điều gì sẽ xảy ra nếu như con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại